Ok, vậy là mình đã giải quyết xong bài toán này theo cách thứ nhất. Nếu cách đó có vẻ hơi dài và có vẻ hơi dễ sai một xíu, vậy thì mình sẽ sử dụng cách thứ hai nha. Dùng công thức HCB 4.1. Và đây là công thức HCB 4.1. Sin A1 bằng tích của sin A2, sin A3, sin A4 chia cho sin A5. Vậy thì khi mà nhìn những cái bài toán mà nó có liên quan đến góc góc giữa hai mặt phẳng thì mình sẽ nghĩ ngay đến cái công thức này nha. Bởi vì là trong công thức này á, mình chỉ sử dụng đến góc thôi. Đây này. A1, A2, A3, A4, A5 đều là đề các góc. Nên là bài toán liên quan đến góc là mình có thể sử dụng được công thức này. Đó, vậy thì mình áp dụng vào bài toán này như thế nào? À vậy A1 ở đây là bài là góc nào? A1 ở đây theo đề bài nha. ABD và BCD bằng 30 độ, sin A1 sin 30 là bằng 1/2 nha. Bằng A2, A2 là góc giữa mặt phẳng ABD và mặt phẳng đáy. Mà có AB vuông góc với mặt phẳng ADH. Vậy suy ra góc giữa mặt phẳng ABD và mặt phẳng đáy là góc DAH, sin của góc DAH. Sin DAH, góc DAH thì bằng arctan arctan H trên 1 là DH trên AH, mà AH bằng 1, vậy thì arctan H nha. Nhân sin A3, mình nhân sin A4 trước nhá. Sin A4 là góc giữa là góc của ABC sin 135 độ. Nhân sin A3, mà sin A3, A3 là góc giữa mặt phẳng BCD và mặt phẳng đáy. BC vuông góc với mặt phẳng DBH, suy ra là góc A3 là góc DBH. Mà tình cờ bài toán này cái góc A5 á là góc giữa giao tuyến với mặt phẳng đáy là BD với mặt phẳng đáy. Vậy thì cái góc A5 nó cũng là góc DBH. Vậy suy ra là góc A3 trùng với góc A5 thì suy ra là sin A3 và sin A5 nó bị triệt tiêu đúng không? Vậy thì mình sẽ tìm được H luôn. 1/2 sin 135 độ nhân sin của arctan alpha x. Mình tìm được h bằng 1. Vậy suy ra thể tích v bằng 1/6. Xong rồi nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.